Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới các gia đình và người dân Việt Nam, chúc mọi gia đình thuận hòa, yêu thương, tiến bộ và hạnh phúc. Thủ tướng nêu rõ, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam, gia đình luôn đóng vai trò là tế bào của xã hội, là tổ ấm duy trì nòi giống, là thiết chế quan trọng để hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, hiếu nghĩa, thủy chung, hiếu học, cần cù sáng tạo, bất khuất, kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được các thế hệ gia đình Việt Nam gây dựng và giữ gìn, vun đắp và phát huy để lại cho chúng ta hôm nay và con cháu mai sau như một hành trang quý báu để tiếp tục phát triển.